có thật á là mang đôi giày đó là có thể tự đi, không còn phải chống nạn nữa không anh? Đương nhiên rồi. Em muốn mang thử quá. Em sẽ đòi cha mua cho em. Thôi đi, cha không thèm nghĩ tới chuyện này đâu. Vậy thì làm sao á anh? Anh là người giữ lời hứa mà. Anh ăn cắp phải không? Em không có mang đâu. Em nói cái gì vậy? Anh trả cho người ta đi. Em không muốn anh là người ăn cắp đâu. Cái này không phải là ăn cắp. Anh định trả tiền sao mà? Không phải là ăn cắp. Anh chỉ thiếu, tạm thời thiếu thôi. Cha mà biết anh bị đòn chết luôn đó. Đừng lo. 1 2 3. Thun gì đó? Rau câu. Em đi ra phố bán nè. Anh Quý, nhà anh khó khăn lắm sao? Mình đi thôi Trang. Cha. Cái gì con? Cần phải đi bán rau câu sao cha? Con thích hả? Không phải là chuyện thích hay không thích. Cần mà đi bán như vậy á, người ta sẽ chửi chính cha đó. Người ta nói cha bất lực mới để con cái làm chuyện đó. Ừ ha. Thật là một chuyện xấu hổ. Xấu hổ thiệt. Con yên tâm đi, cha sẽ ra dẹp ngay cái vụ này. Cha ơi, cha ơi, cha. Cha. Đứng ra. Sao cha làm bậy đó? Không có buồn quán gì hết. Biết chưa, dẹp hết. Không có buồn ăn gì hết. Dẹp hết đi. À, có vừa không? Dạ vừa lắm. Nếu không vừa thì cha đi đổi. Vừa lắm cha. Thể thao là liều thuốc bổ, cố gắng tập vượt thường xuyên nha. Dạ. Đâu đứng gì coi. Bữa nay thằng này cao lớn lắm rồi. Anh cứ từ từ đi thôi. Từ từ nha. Rồi anh đi được rồi nè. Con làm cái gì vậy? Con tính vào rau câu tới tiệm quen rồi đi học luôn. Bộ con là da trâu hay sao mà cha đánh như vậy không có chịu từ bỏ nữa. Đừng làm cái trò này nữa. Anh nói đừng làm thì đừng làm. Nhưng tiệm quen đang chờ em đó. Nghe lời cha đi. Tại anh nói là xấu hổ nên cha mới đập cái thùng của em thôi. Nhưng dù sao cũng đừng làm nữa. Không, em phải làm. Em cần tiền. Đừng làm. Em phải làm. Nè con, đừng có nói ngang nữa. Là tại vì con nhỏ Trang đó. Tại con nhỏ đó mà anh thấy xấu hổ chứ gì. Con, anh Tư muốn kiếm tiền là tại... Em im đi. Em biết gì mà nói. Anh Hai, em muốn kiếm tiền là tại em muốn được đi xe đạp giống anh Hai, được có đôi giày mới, được ăn nhiều bánh ngon, đủ thứ hết á. 21 22 23 24 25. Anh nhìn. Ê.
giày đẹp quá ha, ăn cắp phải không? Thôi con nhất định là sẽ trả mà chú. Con sẽ gom tiền bán rau câu để trả đủ luôn đấy chú. Mày không có tội đâu, mũi dài thì lái chịu đòn, cha tụi bay mới phải chịu tội. Chú. Dạ, chúng ta về nhà đi thôi, không thể sống ở đây được nữa. Con nói gì cha không hiểu hay là sự thật? Em con nó đi ăn trộm người ta là sự thật đúng không? Con thà làm trẻ mồ côi, không có cha mẹ anh em gì hết. Đâu đâu? Chào đây. À, ông nghe tôi nói một tí đã. Nói gì thương em, nó mới làm như vậy. Sao mà không nghĩ tới chỗ đó chứ? Tất cả là do cha hết. Cái gì? Diễm, nếu cha mua giày cho Hiển mai thì Cường đâu cần phải đi ăn trộm đâu. Hả? Ông ơi, ông. Con đều là con cái của cha mà, đâu phải chỉ có một mình anh hai là con của cha đâu. Tại sao chúng con lại phải bị đối xử như con thú vậy? Nói im đi. Đi không phải lỗi của chị hai đâu, tất cả là tại con nè. Mày trời, con nhìn con có sao? Mày bỏ ra đi. Thằng là mất mặt cha và anh hai như con thì đáng chết lắm mà.